Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn đến với chương trình mình. Mình dừng lại thì hôm nay mình sẽ với Sticker Legacy. Thì trước đưa ra các bạn nhớ để cho mình like em xem nghĩ nha. Giờ thì hôm nay mình sẽ với Sticker Legacy. Hôm nay thì mình sẽ làm về con này đấy. Anh em đây, hôm nay mình sẽ làm về ấy nha. Hay là gì đây, quên mất rồi. Ác quỷ địa ngục em ơi. Chắc chắn là như vậy, Yasuo chắc chắn là như vậy rồi anh em ơi. Đây là nám mà chưa làm lại mất em. À, nói quên mất chứ. Mình sẽ làm lại cho cái mod M này, chảy sửa lại con cây đây đưa các kiểu nha anh em. Chảy sửa lại con cây đây đưa các kiểu cơ. Ok, rồi, đầu tiên đó chính là ác quỷ, nhưng mà ác quỷ đầu đen. Thế nào, liệu với sức mạnh của ác quỷ đầu đen thì có thể ăn được không đây? Tèo 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 tèo, ui, bàn này là bàn tẩy nhanh em ơi, tưởng gì? Oh no. Dâu wow lâu lâu, ok. Chờ thêm cho anh em ơi. Tèo 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 tèo. À à, láo ạ. Ui giời, cầm nguyên cái sáo mà ngon đấy mày. Không qua đâu anh em ơi. Sáo mà đỡ được. Sáo mà đỡ được. Ok. Tèo nhưng thật cái đáng cái biết là khoan. Con giáo này nhìn rất là xú nhá. Ồ, gần như là không thấy con giáo đấy. Nhưng mà hình như con giáo đấy chỉ dành cho team bạn thôi. Nhưng không sao. Không sao. No blub lờ mê lê mê. Được rồi. Tưng, bọn nó không dám đẩy lên ạ. Ok, mình sẽ chờ team bạn The Summon cho nó con đó. Một con tank hitter đi. Nào, mình sẽ lên đập luôn anh em ơi. Mình chỉ là hào hán. Thật ra mình chỉ là hào hán đi anh em ơi. Ok. Nào, dâu, world. Ok, đây, mình đã dừng thời gian lại để mua hàng nha mời. Hey, nhân. Quá ghê gớm. Ui, kiếm thời này mạnh thật đấy nha mời. Chứ không thì kiếm ngày xưa chém yếu lắm. Kiếm này này nó mới bá vậy thôi nha mời. Chứ kiếm ngày xưa hơi yếu. Nào, Zolo. Mưa đa, nhân, láo. Rồi, sút đã. Đấy. Thực ra mình chính là người thành công em ơi. Ok. Tèo. À, giờ nè, nắm cho em lên. Đùm. Láo mỹ. Đây. Thật ra thì con tay Nitter vẫn trâu như mọi khi em ơi. Vẫn khá là chậm mày. Sao mà đỡ được. Ok. Tàu. Ok, cứ khó này. Đây, kiếm tiếp này. Ok. Đây. Đấy, rồi được, khoan từ từ đã. Mình sẽ lấy cái khiên không. À, không có à. What is that? Ok, được rồi. Ơ, lại là bàn này à. Khoan từ từ để mình Ok. Để mình ấy thử xem nào. Ok. Nào. Được rồi anh em ơi. Giờ mình sẽ lên đây mình sẽ hủy diệt tí bạn á, bởi vì bạn này mình chơi giỏi em không? Bạn này mình chơi giỏi nên là không cần nữa. Ok. Tao. Tao. Nhận. Mưa đè. Ok, em gì chưa? Tao. Mình sẽ hủy diệt bạn này trước đây anh em ơi. Tao. Nhưng tất cây đắng khí biệt là. Ok. Sai. Quá là đơn giản luôn. Được rồi, lần này nó sẽ đến với bà này anh em ơi. Lần này thì chưa sẽ đối đầu với cả Jason. Lâu lắm rồi chưa quay lại với Jason nhé. Một con anh em ơi. Đông quá, nó không có Yên sổ đâu anh em ơi. Không có Oster. Oh shit, not good. Ok. Đây. Quên. Đây. Nhân. Đâu rồi, đây anh em ơi, em xin anh em nha. Ok. Nhân. Anh em thấy cái gì chưa? Đông quá đi còn gì nữa, solo con này. Quá là điều bình thường luôn. Ok.
Nào, lên, làm cho anh em lên, hãy hủy diệt được con này đi. Láo mày, không ổn rồi, sức mày không đủ. Anh em thấy chưa, quá ghê gớm. Quay. Thu, đam cực to anh em ơi. Ok. Được rồi, nhưng mà xem nào. Đây nha, lần này sẽ đến chỗ cho team bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con Dragonstone luôn. Quá là cháy rồi anh em ơi. Nhưng bù lại team mình đam sẽ nhân lên thành 3 lần anh em ơi. Nhân 3 đam. Liệu team bạn có thể thắng nào đội quân ác quỷ Đồng Nai không anh em ơi? Đấy, đội quân ác quỷ Đồng Nai cực kỳ là chiến cháy rồi anh em ơi. Sao mà đỡ được? Rồi, mời con đậu lên nha xem nào. Như thế cây đắng khi biết là đấy rồi, đợi quân ác quỷ Đồng Nai lên. Nhận. Sao mà đỡ được? Ok. Teo. Uầy. Mặc dù team bạn đập cháy quá anh em ơi. Oh no, không đủ đam rồi. Nhân 10 lần đam lên. Team nó có gấp đôi quân thì team mình cũng phải gấp 10 đam anh em ơi. Ok. Không sao. Ho. Mạnh, hơi non. Mày bán ăn nha, tôi đây không chờ bán nữ, giờ tôi ăn đi. Ăn nha. Ok, ăn luôn cái tượng này nha mọi người. Sao mà đỡ được? Nice. Rồi, làm cái trò theo nha mọi người. Đây lần này đam sẽ là X10, nhưng mà sẽ đối đầu với cả đội quân Kai Rider. Đây đúng rồi, lắm chưa quay lại. Kai Rider. Đây rồi. Đây một đội quân Kai Rider luôn. Lag. Đây rồi. Chết. Sorry. Thôi kệ, chấp. Có mấy con cung thôi mà không chấp được thì thôi. Vứt anh em ơi. Có mấy con cung cũng không chấp được thì vứt. Ok. Rồi được rồi. Nhưng mà lần này đam chúng ta sẽ tăng lên thành 15 đi anh em, bởi vì là thực sự là à thôi. 10 thôi anh em ơi. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ có ất tách là 6. Quay. Đây chỉ là quan đấy ở bên quan là C2 mà. Phải làm sao. Làm cho anh em lên. Đấm. Đánh cực cháy. Quay. Quá là easy đi mời. Đội quân ác quỷ Đồng Nai mẹ lên chém cho. Cái này được không ta có thể đứng ở đây. Nó như cái lốc xe này. Hơi non. Quá là non rồi anh em ơi. Làm chờ đông lên một tí. Chú, lần này rất là đông luôn anh em ơi. Công luôn. Không là đẻ ra một phát thì bay cái máy nhà mình đấy anh em ơi. Có kịp không? Liệu có kịp không? Kịp không? Kịp tôi. Chạm rồi. Mặt với mặt rồi. Liệu có kịp để hạ cục hết tim bạn không? Hay là để tim bạn trời cho mẹ thì. Ôi trời ơi, cuốn dâu ý. Oh no. Không sao, vẫn còn rất nhiều anh em ơi. Không. Nhưng mà sức mạnh thế này vẫn là chưa đủ. Mình phải tăng thêm lên 15 luôn anh em ơi. Nhận. Tốc độ đánh nó lên được 15 rồi. Đam thì vẫn là thế, nhưng mà tốc độ đánh nó lên được 15 rồi. Oh no. Liệu quan được không? Ăn được không? Chưa chắc là ăn. Oh no. Giao hoa lưu đồ. Ê, mình không điều khiển anh em ơi. Lắc quá. Phải làm sao? Nhưng tầng cây đắng kia biệt là chỉ là một người đến sao? Ui. Tốc độ đánh cực đại luôn đi em ơi. Cho tốc độ đánh cực đại luôn. Có thể liệu có thể hạ được không đi em ơi? Với tốc độ đánh cực đại luôn nha. Ui. Nhưng mà vẫn không chưa hạ được. Đông tí nữa. Nhanh chạy nhanh lên. Ê, chạy cực nhanh em ơi. Ui. Wow. Michael Jackson. Rồi thôi anh em ơi, đây chỉ là Super Flash thôi anh em ơi. Ui. Quá ghê gớm. Nhận. Ui, liệu ăn được không? Vẫn loạn được anh em ơi, ảo thật đấy.
trời đông quá. Không sao không sao. Nhật kịp không được rồi. Su chả đủ máu anh em ơi. Bắn đi, bắn được mấy con đi. Đây rồi đây rồi. Được chưa, được không, được không, được không, được rồi, được rồi. Su Nhật su đang đi trên đường bỗng cảm thấy mình quá đẹp trai anh em ơi. Thôi được rồi, lần này sẽ đến với cái trò cuối cùng. Đây 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 đây. Đầu tiên nó chính là bật được good mode cho team mình, good mode cho team bạn. Đấy rồi, sao mình cho team bạn con boss đâu rồi, boss đâu, boss đâu, boss đâu. Đây đam cái này chỉ lên được 100 thôi, không 1000 nữa anh em ơi. Ơ chết dở rồi, quên chưa, mình quên mình chưa ấy anh em ơi. Không sao không sao. Đây 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 đây. Mình sẽ nhận cái này rồi. Đấy chưa. Đấy. Ok chưa, ok chưa. Đây này mình sẽ chờ cho bạn con boss nha. Đâu rồi, boss boss boss. Đây một con boss bất tử, cực kỳ là chiến, cực kỳ là cháy. Đây là con boss anh em ơi, nhìn hơi phèn nhưng không sao. À mình quên mất con kim giòn này anh em ơi. Tiện thể trời luôn con kim giòn này. À con kim giòn thì nó khác con boss một tí thôi, không 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 khác lắm anh em ơi. Ok, quay 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 quay. Không 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 không. Mình không ngờ mạnh đến đấy anh em ạ. Ok thôi, đam về một thôi anh em ơi, khỏe quá. Bọn này nó khỏe quá. Ok. À từ 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 cho đánh tượng đi, cho đánh tượng cho nó phê anh em ơi. Nhanh 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 nhanh. U u. Sốt về. Phải gọi là ôi rồi ôi cuốn rồi. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, ui 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 ui, 7 này, 8 này, ui da. Cái bit thật là cháy đó mà. Ha, thôi được rồi, mình sẽ nâng lên mắt tối đa cho clip cuối cùng đi em ơi. Hồ, trận đấu này vẫn chưa kết thúc nữa đâu. Hôm nay chúng ta có đại chiến anh em ơi. Ơ chết dở rồi. Đây rồi. Hôm nay chúng ta có đại chiến người và boss anh em ơi. Để xem liệu một human. Đây đây. Khoan từ từ đã. Đâu rồi. Đây tắt 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 vô địch cho team bạn đi. Tắt vô địch chứ. Bật vô địch cho team mình đã. Đây. Một con này rồi mình tắt đi này. Đây. Một ác quỷ đồng nai đấy. Đinh ba. Mỗi tội không có cánh. Em nhìn này, nhìn này, đây, đây, đây. Đấy, mình giơ tay giờ, giơ tay lên mà đứng nhá. Đấy rồi, mình nhìn chưa? Thẻ tử nhìn thấy ông quay qua đi mãi. Đây là một human. Đầu tiên là mình cho càng quét lên đây, đứng này đã. Nhớn mày, nhớn mày. Nhớn, 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 giúp thôi, được rồi. Lúc này chúng sẽ cho triệu hồi tí bạn là bot, 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 đây, đây. Mưa, 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 mưa. Liệu một human có thể ăn lại được bằng này con boss không anh em ơi? Wow, quá là đông luôn. Nào, lên. Đùm 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 đùm. Quay 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 quay. Sút 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 sút. Để mình điều khiển anh em ơi. Thầy non quá, để mình điều khiển. Đâu rồi? Đây. Hay hay, đùm 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 đùm. Oh no 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 no. Đây để mình rút ra đây anh em ơi. Đùm 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 đùm. Đùm 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 đùm. Lạt sang một bên hết đi nào. Oh no oh no 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 no. Oh, mình quẳng rồi kìa. Không. Ok rồi, mình sẽ chờ đôi đàn cung để ra càn quét anh em ơi. Nhơn 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 nhơn. Ui 2 tỷ mấy đam cực cháy. Nhưng mà thôi chắc định mình này kết thúc cho các bạn. Nếu nãy thì còn like, mình sẽ kính nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.